Bây giờ em gọi điện cho vợ em này, nói rằng là có bạn của anh tới gửi đồ cho anh để mang về Sài Gòn. Ok, rồi em gọi đi. Thì chiều anh về lấy nha. Xin lỗi, có phải số máy của Trang bà xã của Thắng không? Anh ở bên Đức Hòa thì anh có nhờ em cầm hộ anh một cái mấy cái thiết bị kỹ thuật đấy. Thì có gì em mang về nhà thì chiều đến Thắng nó về Sài Gòn nó lấy nhá. Ok, bây giờ là anh sẽ đến. Em là bà xã của Thắng hả? Em ra giúp anh được không? Tại nó hơi nặng, chắc phải hai người bê. Ở trong xe à, nó hơi nặng chắc phải hai người bên đây. Sau thùng. Quà gì em phải nói rõ ra chứ. Trời ơi, sao lắng xẹt về. Ở trên xe bàn luận nhiều lắm mà. Anh đi đâu đây vậy? Đi đây có gì thôi. Bây giờ ra đi. Không được, em phải bảo nó nói cái gì khác đi. Anh đi vô gác giùm em chứ. Anh vô đi.